nghệ sĩ guitar tài năng người Pháp Gabriel Bianco sẽ đến Việt Nam và có buổi trình diễn độc tấu guitar cổ điển duy nhất vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 5 tại Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp IDECAP. Sinh năm 1988, Gabriel Bianco đã từng được vinh danh với giải thưởng phát hiện mới trong dòng nhạc cổ điển của tổ chức Adami vào năm 2011. Với một danh mục các tác phẩm biểu diễn rất đa dạng và độc đáo, từ bass Paganini cho đến Turina hay Villa Lobos, cây guitar cổ điển kỳ tài này đã làm toát lên từ nhạc cụ của anh những âm sắc đặc trưng của từng nhà soạn nhạc. Điều đó khiến anh trở thành một nghệ sĩ biểu diễn tài năng, đồng thời cũng là một nghệ sĩ sáng tạo được các chuyên sang suy tôn. Tại buổi trình diễn ngày 22 tháng 5 tới, Gabriel Bianco sẽ thể hiện các tác phẩm của các nhà soạn nhạc lừng danh như Sebastian Bach, Francesco Di Milano, John Quinn Turina.